khủng luôn à. Ôi trời, đồ khủng khiếp tôi không à. Dùng bằng này nè. Wow, đồng to khủng khiếp à. Đồng to luôn nha. Chào nhà nhé, chào nhà bên này kênh YouTube Hồ TV. Bây giờ ngày mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, gia đình hạnh phúc và luôn thành công trong công việc nhé. Đây mình sẽ chơi công việc cả nhà ơi. Nhà kiểu chăm mà chơi sẽ tiếp tục đã mùi trình lên đồng. Review chú em là lấy mặt rồi nha chị. Và rất yêu em luôn nha. Đang lấy con hoa đó. Đem bông rồi nhờ, không bị gì đem bông nữa tránh nè, bị trong này là rừng rồi nhờ. Mình sẽ review chú em lấy nước rồi nha, tìm nghe nha. Em lấy nước tách nhiều rồi, lấy bay xuống hết rồi nhờ. Mình lấy nước bay xuống hết rồi, em nó bay xuống đâu thì đấy nha. Lá mà em chưa nén nó xuống suối uống nước rất nhiều nữa nha. Nó rừng rộng quá, mình đi thấy giờ rồi em nó đi uống nước rồi thì mới ra tủ này. Đấy, mình đi tìm rộng rừng rộng bên mông mà đi sang ngang tìm không ra nữa nè. Cả nhà nhé, mình sẽ review cho cả nhà xem tổ ong nhé cả nhà. Tổ ong khá to luôn cả nhà ơi, đóng rất dễ thương luôn cả nhà ơi. Tổ ong mặt vàng nhé cả nhà, đóng rất dễ thương luôn, tổ khá to luôn cả nhà ơi. Tổ ong nó làm lâu rồi nha, nó cái đít nó như hình tam giác luôn, tổ khá to mà lúc mặt là sao đây nhà ơi. Lâu quá nó mà mặc lòng rồi nha. Anh đứng cái coi là nhà cá cao luôn rồi nha. Coi cá cao mình đứng đi xem mình quay lên. Chim hót, vô rừng chim hót. Quá trời luôn, rất bình yên luôn. Lấy mặt cầm nhé nha cả nhà, theo dõi video mình nhé. Bắt đầu mình lên lấy mặt em nhé nha. Rồi mình lên chinh phục tụi em mặt vàng nha nhờ, cá to nha. To có phải nó bên này thì mình vừa lên được cũng đòn. To rất cứng luôn. Lúc rồi đã cả nhà. Mình bỏ ra nhánh này.
bỏ lại chân ngang. Khác nhiều. Bay hết cả nhà ơi. Ôi trời, tôi đang mát luôn. Đồ to khủng khiếp à. Ôi tụi em ở nhà ơi. Tụi em khủng cả nhà ơi. Ôi vô tụi em này. Tụi em lên như nhíp chiếu ấy. Khiếp mà. Wow, yo. Nhìn thấy khiếp không? Chấp cánh, chấp cánh. Wow, yo. Coi tụi em kiếm dám không nữa. Wow, yo. Thôi. Đang khủng khiếp tụi em mà. Ôi dồi, tụi em là má luôn. Không kiếp tụi em rồi. Ôi, tụi to, to nhiều chiếu ở nhà ơi. Giờ mình sẽ tạo khối nó bay ra nhà ơi. Tạo khối nó bay ra. Không kiếp tụi em rồi. Ôi dồi, tụi em. Bồn tụi em. Để tạo khối mà bây giờ hết nha. Thôi, quá khó. Để tạo khối mà bây giờ hết nha. Tụi em to chứ bán. Ôi dồi. Ôi, còn mọc đấy nha. Thì khai vào mặt quá. Ôi trời. Thì đào khối nó bay rồi nha này. Ôi. Em khủng khiếp đâu em à. Ôi trời. Kinh phục tụi em khủng à. Ôi vào mặt. Ôi vô. Ôi em mau. Em khủng hai bộ mặt luôn mà. Ôi vô. Anh nhà thấy bộ mặt đã không? Ôi. Ôi đang mấy nhà ơi. Ô mắc khủng. Mặt mặt trong rừng này, rừng này nhà ơi. Ôi. Ô quá mà. Ở đây mình dài mà dối cũng tới rồi. Ôi, bộ mặt thế nào vậy? Kiếp phồng bộ mặt này. Wow. Kiếp phồng. Kiếp phồng hay bộ mặt luôn. Rất hấp dẫn luôn nha vậy. Wow. Ôi giời, mấy em coi mình thử gần rồi. Ôi trời.
Ôi dồi. Thế nó cũng được. Đá không ạ nha. Wow, trời. Thấy nồng đang ăn mặc lằng nhé nha. Trong tủ này nó trám vôi nữa mặc nhiều lắm mà nha. Không, rất hấp dẫn luôn không nha. Wow. Coi mình chọn. Wow. Tủ to khủng luôn rồi nha. Wow, vô. Nhà ta đang ăn mặc hết, đang ăn mặc hết nha rồi. Tủ to. To khủng khiếp mà. Wow, vô. Khiếp khủng tụi em. Wow. Em rất to luôn. Rất hấp dẫn luôn rồi nha. Wow, cái cục mặt ở dưới đó nó chắc mình lấy rất bánh. Wow, cái tô to sao mà to kiếp hồn. Wow, giờ má không tụi em. Wow, bộ mặt to chặt bá kiếp tụi em à. Của mình rừng già nó gần hết mặt trong rừng già rồi nha rồi. Chuẩn bị ông ra rừng non rồi nha rồi. Ra rừng non giờ bác hơn ở rừng già nha. Wow. Tối nay mình theo nó lấy nước ở dưới kia mình lên đây mình gặp luôn rồi nha rồi. Lấy nước rất đông luôn. Đông rất ít thương rồi nha rồi. Wow. Đây mình lấy nhộng về năm cháo ăn cả nhà rồi. Vậy mình lấy cục mặn giữa đây, nông giữa rớt lắm nè. Chắc để mình nghiên cứu thử có đỡ lại không đây. Đỡ lại cho em tiếp không nãy bài đồng khá đông nè. Wow. Ở rừng mà lấy cái bánh nhộng này mang về chắc cũng giống luôn cả nhà ơi. To quá mà. Ông bay như mưa quá vậy nha. Vô rất hấp dẫn luôn. Trong giờ đu nhanh coi nha rồi. Wow. Cũng kiếp tụi em à. Wow, vô. Đứng mình dối tay cũng hết rồi. Rất hấp dẫn luôn nha rồi. Wow, vô tụi em là to. Sao mà to kiếp tụi em à. Ui, vô. Rất hấp dẫn luôn nha ơi. Rất to luôn. Wow. Thương luôn. Review tụi em khủng nữa nha xem. Gần lúc nào nâng chất lượng hết nha ơi. Nha, xem video nhớ like, đăng ký kênh YouTube của mình với nhé. Quá. Không khít tụi em. Wow. Mình thấy cục bài đây trước. Ôi trời. Wow, cái bầu mặt này nha, to chà bá. Wow. Con hò. Xe quá dồn con hò, không rõ được. Wow, em đang bị đáp vô nha thầy. Ồ, việc mà tôi ông cũng rất đã luôn.
phóng hoa không? Còn cái khách không còn bỏ. Mặt này tối da chất lượng luôn nha ơi. Mặt màu vàng rất đẹp luôn. Đầu đắp đầy dữ quá. Đấy, nó ra cứ nó đu vô mặt nha. Bác mong em mới ra nha, cứ nó đu vô mặt nha. Cúi bắp đằng nó nặng, nó thấy ủ chiếu quá, chưa mọc chiếu quá. Chưa mọc chiếu quá nha. Nó ra mà cứ nó bay vô không. Rất cứng luôn. Đang ăn mặc hết rồi nha. Ui. Đang ăn mặc làm hết rồi. Còn một cục nữa nha. Này hoa rừng nó cũng hết mùa hoa rừng rồi, nó ăn mặc hết nha. Mới ô mới thì nó mặc, nó có mặc mà nó ô cũ là nó ăn mặc hết nè. Không biết em bỏ ra gì mà cứ kêu đóng đóng như này mà làm gì. Rồi tối này anh mặc khách nha. Mặc thì to mà sắt như sò mà. Giờ còn cuộc đời đâu mà lại tiếp cuộc đời này này. Cục nhỏ nha. Đang ăn mặc hết. Một cây nữa. Này nó đang ăn mặc lần hết rồi nha.
mặt này nha, lấy từng chiếc chiếc này. Trang bị thứ hai nhờ mình lái xe ngoài nhà ơi. Đây mình lấy cục trước và cục sau còn cố còn nguyên đây nha ơi. Cục giữa anh xét chính giữa anh lộn không ở nha. Đây giờ em nó nữa đây cho nó tối nó không làm mập nữa rồi nha ơi. Quầy đông tiếp mà. Đây là coi đông cục cục đây. Để thương người nha. Đây thời trường mới đeo ở đây kết thúc nha nha. Cả nhà luôn vui vẻ, mạnh khỏe, bình an và luôn thành công trong công việc nhé. Chào nha, anh Tết Mấy nhé.